Tại sao trái đất không bị mặt trời hút vào? Chúng ta đã biết trái đất quay quanh mặt trời trên một quỹ đạo mà khoảng cách mỗi điểm bất kỳ đến mặt trời là gần 150 triệu km và quay một vòng hết 365 ngày. Chuyển động quay của trái đất được lý giải là do lực hấp dẫn từ mặt trời. Theo đó thì trái đất chịu một lực hút hướng về phía mặt trời. Cơ bản thì lực này cũng tương đồng như trọng lực của trái đất mà chúng ta thường nói. Nhờ có trọng lực hay lực hấp dẫn của trái đất mà vạn vật luôn được giữ trên bề mặt, không bị trôi ra ngoài khí quyển. Như khi chúng ta thực hiện hành động nhảy cao, lập tức sẽ bị rơi xuống do chịu lực hấp dẫn của trái đất. Vậy tại sao trái đất chịu tác động của lực hấp dẫn từ mặt trời nhưng không bị hút hẳn về phía mặt trời mà luôn duy trì một phạm vi khoảng cách nhất định, quay theo quỹ đạo trong suốt hàng tỷ năm? Tương tự như cách mà mặt trăng quay quanh trái đất, thì tại sao mặt trăng không bị hút hẳn về phía trái đất hay các hành tinh khác trong hệ mặt trời cũng có quỹ đạo quay quanh mặt trời mà không bị cuốn hết vào mặt trời? Nếu vậy thì có lẽ hệ mặt trời sẽ chỉ còn mỗi mặt trời. Khi mặt trời được cho là đã hình thành từ cách đây 4,5 tỷ năm về trước từ sự sụp đổ của các đám mây bụi khí khổng lồ, không gian bao la sơ khai vẫn còn là một mớ hỗn độn với vô vàn những khối vật chất bao gồm cả các nguyên tử, phân tử nhỏ. Các khối vật chất này sau đó bị va đập và tích tụ với nhau để hình thành nên từng thiên thể có kích thước lớn dần. Thiên thể càng lớn sẽ càng dễ bị va đập và tích tụ nhiều hơn. Dần dần theo thời gian, một không gian hỗn loạn cũng được dọn sạch và các thiên thể đạt đến một độ lớn nhất định với những vật chất cấu thành khác nhau, định hình nên các hành tinh ở những vị trí cách xa nhau trong hệ mặt trời. Dưới tác động của lực hấp dẫn từ mặt trời, các hành tinh xoay quanh theo những quỹ đạo riêng, tùy theo khoảng cách, thể tích và khối lượng và trở thành những vệ tinh của mặt trời. Nhưng nếu trái đất và các hành tinh chỉ chịu mỗi lực hấp dẫn từ mặt trời, thì chắc chắn tất cả sẽ bị cuốn hết vào mặt trời. Nên để duy trì quỹ đạo quay thì phải cần nhiều hơn một lực tác động. Lực này phát sinh khi các vật chất va đập ngẫu nhiên và tích tụ vào nhau, sẽ làm cho các hành tinh bị tác động bởi những lực đẩy theo nhiều phương khác nhau. Do bị tác động từ nhiều phía nên các hành tinh rất khó để đạt trạng thái cân bằng để đứng yên, mà sẽ luôn dao động theo cách vừa xoay quanh trục vừa dịch chuyển theo một hướng trong không gian với vận tốc rất lớn. Chuyển động quay quanh trục cũng tương tự như khi đá vào mép ngoài của một quả bóng sẽ xoay quanh trục của nó. Lực tác động vào chân cũng tương đồng như lực mà các khối vật chất va đập vào nhau. Quả bóng đi được một quãng đường cũng sẽ dừng lại do sức cản của không khí. Nhưng ngoài không gian, nếu không có lực hấp dẫn từ mặt trời giữ lại, thì các hành tinh đã trôi đi xa theo quỹ đạo được hình thành trước đó, tương tự như cách các vị hành gia trôi đi trên những con tàu không gian vũ trụ. Chính nhờ có lực hấp dẫn từ mặt trời mà trái đất và các hành tinh không bị trôi xa ra khỏi hệ mặt trời, và cũng nhờ quỹ đạo và vận tốc di chuyển của các hành tinh trong quá trình hình thành mà làm cho chúng không bị hút thẳng vào phía mặt trời. Trải qua hàng tỷ năm để cân bằng, phương của lực hút từ mặt trời và phương di chuyển của các hành tinh đã tạo nên một góc vuông hoàn hảo, làm cho trái đất và các hành tinh luôn duy trì quỹ đạo quay tròn hoặc gần tròn quanh mặt trời. Quỹ đạo quay này cũng có phần tương tự như hành động khi ta duỗi tay trái sang trái để nắm lấy một cây cột, tay phải hướng ra phía trước vuông góc với tay trái. Lúc này dù có cố di chuyển về phía trước theo hướng tay phải, thì ta cũng chỉ có thể đi xung quanh cây cột theo một đường tròn. Ở ví dụ này, tay trái cũng tương tự như lực hấp dẫn từ mặt trời và hành động di chuyển về phía trước cũng như đường đi của các hành tinh có được từ lúc hình thành.